Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump tiết lộ thêm về thông tin là chiến dịch tranh cử của Kamala Harris muốn nhập khẩu hàng nghìn cảm tình viên thánh chiến vào Hoa Kỳ. Sau khi sao hoàng biên giới Kamala cho phép 20 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đổ vào đất nước này, trong đó có hàng trăm nghi phạm khủng bố đã đi qua biên giới và vào Mỹ, và nay chúng ở khắp trên khắp các tiểu bang nước Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump ông hứa là sẽ khôi phục lại dự án 2025 và quyết tâm làm điều này để đưa lại trật tự cho nước Mỹ mà bảo vệ sự an ninh toàn vẹn của nước Mỹ. Trong đó có cả kế hoạch ông tiếp tục hoàn thành bức tường biên giới của ông. Gaza, the Gaza Strip. She wants to deposit thousands of jihadist sympathizers in Minnesota. You know that. You already have enough. I mean, how the hell do you have these Congress people elected? Ilhan Omar. Now she went to a speech when I was running. When I was first running. Theo thông tin chia sẻ rộng rãi trên nền tảng X nói rằng Kamala Harris có một công việc phải làm và cô ấy đã hoàn toàn thất bại trong công việc đó. Chỉ trong nền chính trị của đảng Dân Chủ bạn mới có thể thất bại trong công việc và được thăng chức. Cô ấy không chỉ thất bại trong việc đảm bảo về biên giới của chúng ta, mà còn là người bỏ phiếu quyết định cho mục đích về chính sách đặc trưng của Joe Biden và dẫn đến việc lạm phát lớn như hiện nay. She had a job to do and she failed at that job. But in Democrat, only in Democrat politics can you fail at a job and then get promoted. And that's what they're trying to do with Kamala Harris. But at the end of the day, people need to know, not only did she fail in securing our southern border, but she was the deciding vote in the United States Senate, which allowed the American Rescue Plan, Joe Biden's signature policy item, to pass both houses of Congress and be signed into law. It's the same bill that unleashed the massive inflation that has crippled American families, whether they're in California, New York, Florida, Texas, and every point in between. That's the record of Kamala Harris. It's a destructive one for our country. Thưa quý vị, chúng ta đã biết Tổng thống Donald Trump, ông sẽ không cắt một xu nào từ an sinh xã hội hoặc Medicare và sẽ không tăng tuổi nghỉ hưu thêm một ngày nào. Ông ấy đã giữ lời hứa đó trong suốt nhiệm kỳ 4 năm của ông trong nhiệm kỳ thứ nhất, và sẽ giữ lời hứa đó một lần nữa khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc. Ngược lại, Kamala Harris đã bỏ phiếu quyết định cắt giảm Medicare là 237 tỷ đô la Mỹ, một sự phản bội nhẫn tâm đối với người cao tuổi ở tại Mỹ. Nếu chúng ta nhắm mắt và vẫn ủng hộ cho chính sách như vậy thì đồng nghĩa chúng ta chấp nhận số phận của chúng ta nếu tuổi của chúng ta hoặc ngay trong gia đình của chúng ta có những người đang cao tuổi và đang hưởng về chính sách Medicare trực tiếp và chế độ an sinh xã hội của Mỹ. Và rồi lúc đó chúng ta sẽ không phải kêu ca gì, bởi đó chính là quyết định của chúng ta, bởi đó là quyền tự do của chúng ta và trí tuệ cũng như là sự hiểu biết của chúng ta. I will not cut one penny from Social Security or Medicare, and I will not raise the retirement age by one day, not by one day, and for 4 years I didn't. For 4 years, you saw that, I didn't. By contrast, Kamala Harris cast a tie-breaking vote to cut Medicare by $237 billion. You didn't know that. A betrayal of American seniors. She betrayed American seniors. She's the one that cast the final vote. Nhà báo của Tòa Bạch Ốc vừa qua, Simon đã có lời bình luận liên quan đến công bố của Giám đốc FBI. Ông nói rằng FBI đã bày tỏ sự nghi ngờ về tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump, nói rằng ông bị trúng đạn. Trong lời khai của mình, Giám đốc FBI Christopher Wray đã đặt câu hỏi liệu là Trump thực sự bị trúng đạn hay mảnh đạn trong vụ xả súng vào ngày 13 tháng 7 năm 2024. Và thực sự qua tuyên bố của cấp giám đốc của tổ chức FBI này, nhiều người đã kêu gọi ông hãy từ chức qua lời nói của mình. Câu hỏi nhiều người đặt ra là liệu điều đó thực sự có quan trọng bây giờ hay không? Bởi hậu quả của nó đem lại là gì? Một người thực sự, một người lính, Corey, đã nằm xuống và để lại gia đình, người vợ và những người con, để lại tang thương cho gia đình. Và sự hỗn loạn ngày hôm đó, chính cựu Tổng thống, ông cũng suýt vào mất mạng và đã có 7 tiếng súng nổ lên từ tay súng sát nhân Rook. Và thêm một tiếng súng nữa của đặc vụ đã bắn hạ tên Rook. Như vậy là có tất cả 8 tiếng súng mà ai ở đó họ cũng có thể nghe thấy một cách dễ dàng.
Và bác sĩ của ông Trump cũng đưa ra tuyên bố ông đã bị trúng đạn. Essentially what the president is saying happened here. He had a high velocity bullet from an AR-15 style weapon shoot directly at his head, missed penetrating his skull, but actually impacting the surrounding tissues, in this case his ear. That's what we're being told. That's serious, Alex. I come from a military background, right? You know, that predisposes in some cases to a traumatic brain injury. Over time, we may not see initial symptoms up front. There could have been signs of bleeding that maybe were not present on that initial CT scan that apparently was normal per whatever report we got, that summary report. There's a lot of potential impacts here that can impact his functioning if he's the next president, to his balance, to his hearing, again, that can manifest over time. So this is a big deal. Tangential gunshot wound. If this was indeed a bullet injury to the ear, this is a big deal. Tangential gunshot wounds, we see them again all the time in the armed forces. They can have secondary impacts. Sự thật đó là một viên đạn đã sượt qua tay của cựu tổng thống Donald Trump, và điều đó là sự thật không thay đổi được. Những phát súng đã được bắn ra về phía ông khi ông đang tham gia buổi vận động tranh cử. Và điều mà giám đốc FBI tuyên bố liệu có thay đổi được sự thật rằng đó là một vụ ám sát bất thành hay không. Nhiều người bình luận và nói rằng chắc chắn đây là vụ ám sát, và những người dính líu họ đang muốn tìm và bẻ cong sự thật. Họ đang muốn dẫn dắt dư luận để đến một hướng khác, bởi vì chính họ, dường như nhiều người đặt câu hỏi, bàn tay của họ cũng bị dính vào trong đó hay sao? November 5th is going to be the most important day in the history of our country. Nếu sự thật được phơi bày thì sao? Tất cả chúng ta hãy chờ đó, bởi người Việt chúng ta vẫn thường hay nói cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra mà thôi. To me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way, and I will never be moving. He's not meant to be stopped. He's meant to help fix this country. Bởi sự thật mà chúng ta đang chứng kiến, Thế vận hội Olympic được tổ chức ở tại Paris ở Pháp, Satan cũng hiển hiện và hiển nhiên hiện nguyên hình cho tất cả mọi người chúng ta nhìn thấy, nó đang phỉ báng Kinh Thánh và phỉ báng Chúa Giêsu. Thế mấy ai có thể nhận ra được điều đó? Chúng ta nhìn vào một con ngựa xanh nhạt mà Thế vận hội Olympic diễn ra ở tại Paris ở Pháp đã cho chúng ta thấy điều gì? Và ngay trong Kinh Thánh sách Khải Huyền chương 6 câu 8 đã nói một cách rõ ràng. Kinh Thánh nói rằng: "Tôi thấy kìa một con ngựa xanh nhạt và người cưỡi ngựa mang tên là Tử Thần, có âm phủ theo sau. Chúng nhận được quyền hành trên 1/4 mặt đất để giết bằng gươm giáo, đói kém, ôn dịch và thú dữ sống trên đất." Hay chúng ta không nhận ra và nhìn lại Thế vận hội năm 1992 diễn ra tại Barcelona ở Tây Ban Nha. Hình ảnh những chiếc giường bệnh, y tá và những thứ trông giống như Raphael Nosit đã tràn lan khắp Thế vận hội, và sau đó là gì? Những diễn biến của đại dịch trên toàn thế giới hoàn toàn là không phải là do ngẫu nhiên, mà hoàn toàn do sự sắp đặt của Satan. Chúng điều khiển và hẳn nhiên, chúng coi thường con người và loài người, chúng coi thường trí khôn của con người, và thậm chí chúng có thể thông báo trước điều chúng sẽ làm, tuy nhiên con người vẫn không thể nhận ra. Thưa quý vị, như vậy sự thật là gì? Chúng ta nhìn vào báo cáo của Đảng Dân Chủ nói về thành tích mới nhất của Phó tướng Kamala Harris và đăng một cách rộng rãi và nói rằng Kamala Harris phá vỡ kỷ lục với việc gây quỹ là 200 triệu đô la Mỹ và 170.000 tình nguyện viên trong tuần đầu tiên. Chiến dịch của cô ấy vừa được công bố vào sáng ngày Chủ nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024. 200 triệu đô huy động được trong tuần đầu tiên, 66% từ những người đóng góp lần đầu, 170.000 tình nguyện viên đã đăng ký, 100 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Nhưng nhà báo Simon đã nói rằng chúng ta phải lưu ý về điều này. Chúng ta để ý con số 200 triệu đô la, phải chăng đó là sự chuyển tiếp từ Tổng thống Joe Biden của ban vận động tranh cử đó chuyển tiếp qua bên này? Và nhà báo này nói thêm rằng chỉ có thời gian thì chúng ta sẽ thấy có câu trả lời mà thôi, sẽ có sự chứng minh mà thôi. On November 5th, 2024, we will take back our country and we will make America great again. Nhiều người nói rằng đây hoàn toàn là sự dối trá, làm gì có những nhà tài trợ lớn như thế ngay trong tuần đầu tiên.
Chỉ như vậy thôi, một người am hiểu một chút cũng có thể đặt một câu hỏi ngược lại là như vậy. Họ đang yêu cầu những danh sách cụ thể về những người đóng góp đó là ai và có thể đem đến một con số tiền lớn như vậy chỉ trong tuần đầu tiên. Một phó tướng không gì là nổi trội trong suốt hơn 3 năm qua. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố về phó tướng Harris trong cuộc vận động tranh cử tại Minnesota vừa qua. Cựu Tổng thống nói rằng nếu bà ấy mà đắc cử thì chắc chắn rằng bà ấy sẽ cho tràn ngập đất nước chúng ta những người tị nạn từ trung tâm khủng bố do Hamas kiểm soát ở Gaza, giải Gaza. Và cô ấy muốn gửi hàng nghìn người có khả năng thánh chiến đến Minnesota. Và bạn biết rằng chúng ta đã có đủ rồi. Chúng ta sẽ không để điều đó tiếp tục xảy ra với chúng ta. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.